rồi. Nhưng bố lại hỏi cô sau này có muốn có con không, bởi vì chiều cao bây giờ của Jody là 1m². Bức ảnh chụp tập thể với lớp, cô nhìn không khác gì quái vậy. Bởi vì quá cao nên Jody bị mọi người kỳ thị. Người quá đáng nhất là Kimmy. Từ nhỏ cô ta đã bắt đầu chê cười Jody, nói rằng tay của cô bé to như cái quạt vậy, đến tượng đất nặn in cũng không vừa. Đợi đến lúc học tiểu học, tài năng đánh đàn piano của Jody bắt đầu được thể hiện. Ước mơ của cô là trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng, nhưng Kimmy vẫn cười nhạo cô. More like taller Swift. Đợi đến khi Jody 16 tuổi, nay đã cao 1m9 rồi. Cô cao hơn tất cả bọn con trai trong trường. Đến cỡ giày của Jody cũng lên mức 47. Tất cả mọi người đều xem cô như quái vật, ai cũng chạy lại trước mặt Jody. Sau đó hỏi rằng không khí ở trên đó có thích không. Jody cảm thấy rất tự ti, cô không dám yêu đương với bất kỳ ai. Nhưng Kimmy thì khác biệt hoàn toàn. Cô ta được xem là hoa khôi trong trường, đi đến đâu trở thành trung tâm của sự chú ý đến đó. Cho đến ngày hôm ấy, trong trường đột nhiên có một cậu học sinh mới chuyển tới tên là Stick, mái tóc trắng cùng thân hình cao lớn. Cậu ấy cứ như một ánh sáng chiếu rọi Jody. Đến câu hỏi rất khó thầy giáo đưa ra, Stick vừa nhìn đã trả lời được. Giây phút đó, ánh mắt của tất cả các bạn trong lớp đều thay đổi, đến Jody cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu cô hy vọng được người khác chú ý. Nhưng còn chưa đợi Jody hành động thì Kimmy lại xuất hiện. Mục tiêu của cô ta đổi thành Stick. Rõ ràng người nhắm vào cậu chàng đẹp trai đó không chỉ có cô. Chỉ trong vòng mấy phí thì bên cạnh Stick có cả tá những cô gái khác. Ngoài mặt họ thì nói cười vui vẻ, nhưng trong lòng lại xem đối phương như kẻ thù. Một khi có người bị làm tức giận rời đi thì sẽ có người đến chiếm chỗ đó. Ánh mắt của Kimmy ngập tràn sát khí. Chỉ có những người lớn mạnh mới xứng tranh con mồi với cô ta. Không qua bao lâu, trên sân chỉ còn đúng hai thợ săn. Họ nhìn chằm chằm vào đối phương, một câu cũng không nói. Stick chỉ có thể ngồi bên cạnh run bần bật. Cho đến khi chuông vào lớp vang lên, cô gái ngồi đối diện không can tâm mà rời đi. Kimmy trở thành người chiến thắng cuối cùng. Chỉ dùng 2-3 câu nói thì cô đã khiến Stick cười ầm lên. Từ đó trở về sau, hai người dính lấy nhau như hình với bóng. Đến ngay cả lúc đi học cũng không rời, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Nhìn đến mức Jody xanh mắt lại. Harper cầm con dao nhíu mày lại. Ngay giây sau thì cô dùng con dao vứt ra thật mạnh, ngắm trúng con mắt của bức ảnh trên tường. Jody hỏi chị gái đang làm gì. Harper nói rằng mình sẽ tham gia cuộc thi chọn hoa hậu, mà người trên ảnh chính là đối thủ tiếp theo của mình. Đôi chị em này thật sự rất kỳ lạ. Chị gái là quán quân hoa hậu, nhưng em gái lại có chiều cao 1m9 như đàn ông. Mọi người đều kỳ thị xem Jody như quái vật. Cũng vì thế mà cô chưa bao giờ quan tâm vẻ ngoài của mình. Nhưng lần này, cô lại tìm đến chị gái giúp mình thay đổi. Bởi vì tháng sau trong trường có lễ hội, cô muốn trước ngày hôm đó tỏ tình với Stick. Nhờ có sự giúp đỡ của Harper, lần đầu tiên Jody đến tiệm make up, lần đầu tiên đổi kiểu tóc. Đêm ấy, Jody đang thử đi thử lại bộ đồ mới, nhưng điện thoại đột nhiên vang lên. Đối phương chính là Kimmy. Cô ta cười nhạo Jody, cậu tưởng là mua mấy bộ quần áo mới thì sẽ có người thích mình à? Let's face it, Jody, you're the tall girl. You'll never be the pretty girl. Jody nghe xong đau lòng vô cùng. Cô trở nên tự ti hơn bao giờ hết khi ra khỏi cửa mặt lạnh ngăm, không nói bất kỳ câu gì với người nhà. Khi đến trường thì tự nhốt mình về phao nhà vệ sinh. Cô bạn thân đến gọi Jody ra ngoài, nhưng kết quả lại bị từ chối đóng sập cửa lại. One day when you get picked on and made fun of, you're not gonna hide in a bathroom stall. You're gonna stand up and say, this is me. I love all 73 inches of myself and there's nothing you can do that will change that. Nhưng thứ hồi đáp lại cô chỉ có tiếng giật nước của Jody. Feda thở dài một hơi, bất lực quay người rời đi. Đợi đến khi tiếng bước chân biến mất, Jody mới cẩn thận đi ra khỏi nhà vệ sinh. Trốn tránh tuy là xấu hổ, nhưng thật sự rất có tác dụng. Còn chưa đợi Jody chạy bao xa thì lại phải đối diện với Kimmy. Trong lúc hoảng loạn, Kimmy trốn vào trong một lớp học. Vừa mới quay đầu đã nhìn thấy Stick đang ngồi đánh đàn. Cô không biết phải làm sao, chỉ đứng đó nhìn Stick biểu diễn. Nhưng cậu thật sự đánh rất tệ. Jody không nhịn được đi lên chỉ điểm vài câu. Stick mời cô cùng nhau đánh đàn, nhưng cô lại trực tiếp từ chối. Bởi vì tay của Jody quá to. Stick ngơ người ra, anh giơ tay ra trước mặt cô. Lúc này Jody mới phát hiện tay của hai người hình như to bằng nhau. Stick nói với cô, nếu như mình có thể đánh đàn, tại sao Jody lại không thể? Đây là lần đầu cô nhận được sự tôn trọng. Trong mắt của Stick, cô không thấy bất kỳ sự kỳ thị nào. Không lâu sau, Stick gọi điện cho Jody, mời cô đến nhà mình cùng xem nhạc kịch. Jody vui chít đi được, nhưng khi cô đang vui vẻ chạy qua đó thì phát hiện người luôn yêu thầm mình là Jack cũng ở đây. Bạn cùng phòng và cô gái bạn yêu đơn phương hẹn hò với nhau thì phải làm sao? Jack vừa huýt sáo, vừa xem như không có chuyện gì che màn hình lại. Stick tưởng rằng cậu độc thân bị ăn cẩu lương ngộ độc nên đã mời Jack cùng ngồi lại đó xem phim. Jack không coi mình như người ngoài, trực tiếp ngồi giữa hai người họ. Jody nhìn Jack đầy căm phẫn, nhưng không để ý đến. Trong mắt Jack ngập tràn sự dịu dàng. Trên đường trở về nhà, khi Stick biết rằng Jody luôn vì chiều cao 1m9 nên bị kỳ thị, anh đã cảm thấy rất kỳ lạ. Are you serious? Being tall is great. Jody với nói anh, con trai cao đúng là rất tuyệt. Những một cô gái cao trong mắt họ cứ như quái vật vậy, không có một ai nguyện ý đi tìm hiểu họ. Stick nói với cô, trong mắt của mình, cô chỉ là một cô gái mà thôi, thông minh hơn người, thú vị lại xinh đẹp. Nghe đến đây thì Jody không nhịn được mà hôn cậu. Đây là lần đầu Jody dũng cảm như vậy. Ngày hôm sau, Jody tìm đến Stick, mời anh cùng đến xem cuộc thi của Harper. Stick đồng ý ngay lập tức, nhưng đến khi sân chơi kết thúc, Stick vẫn không xuất hiện, cho dù gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn cũng không trả lời. Khi Jody đầy nghi ngờ tìm đến nhà Stick thì phát hiện ở đây đang tổ chức tiệc. Stick vội vàng giải thích, bởi vì bữa tiệc quá bận rộn nên cậu đã quên mất thời gian. Khi có người đi lại đó muốn chụp ảnh chung, Stick lập tức đổi thành mặt cười. Jody cuối cùng cũng hiểu, hóa ra Stick chưa bao giờ quan tâm đến mình.
Hôm sau, Jack đột nhiên tìm đến Jody, anh bị người khách đánh sưng cả mặt. Jody hỏi anh có chuyện gì, nhưng Jack lại không chịu nói, lại còn tặng cho Jody một gói quà, đó là đôi giày cao gót cỡ 47.5. Jack nói với Jody, rồi sẽ có ngày cậu gặp được một người hiểu tất cả sở thích của cậu, bao dung mọi cảm xúc khó chịu của Jody. Đợi đến ngày đó, hy vọng Jody có thể vì anh ấy đi đôi giày này. Chính vào đêm hôm đó, Jody nhận được một đoạn video, đó là ở bữa tiệc tối qua. Six nói rằng Jody thích mình, lại còn cười nhạo cô tự mình đa tình. Lời nói vừa dứt, Jack đã cầm cái thùng đập qua đó. Jody bị dọa cho một phen, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Jack lại bị thương. Mấy ngày sau trên lễ hội, Jody đi đôi giày mà Jack tặng mình, cả người mặc bộ vest cùng búi tóc rất cao. Cô khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cô vội vàng đi lên sân khấu, nói với tất cả những người từng cười nhạo mình. Có lẽ trong mắt họ, Jody là một quái vật, nhưng trên thực tế, cô không chỉ là một nghệ sĩ piano giỏi giang, lại còn là học sinh có thành tích tốt nhất lớp. So go ahead and keep making fun of me, keep calling me names, keep asking me how's the weather up there, because I can take it. Because the weather up here, it's pretty great. Thời khắc này, tất cả mọi người đều hoan hô chúc mừng. Người có trái tim đủ lớn mạnh thì sẽ không sợ cách nghĩ của người khác, mà nên hiểu được việc tự định nghĩa mình. Sau khi lễ hội kết thúc, Jody tìm đến Jack, nói rằng muốn thử hẹn hò với anh, nhưng Jack nhất định phải vứt cái thùng đó đi trước. Chưa gặp ai ngày nào cũng đem thùng đi học bao giờ. Jack chỉ cười, sau đó để chiếc thùng xuống. Cuối cùng cũng cao bằng Jody rồi. Vì giây phút này, Jack đã đợi cả 10 năm.